Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình rảnh rỗi nên mình làm một trận game cho mọi người. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh của mình nha. Cho gác trời cũng chán. Gì chứ? Con gác không biết chơi. Đam tăng. Mình đam tăng. Phép. Làm phép rồi. Có đổi cam chưa vậy? Lỡ rồi thôi. Giờ buồn ngủ quá mọi người ơi, mọi người ơi. Anh đồ thoát luôn. Trứng gì? Đâu? Đó. Ủa gì vậy? Con nhà trước này ơi. Đù má cái xăng đẹp vậy. Con nhà trước này. Vô game anh em ơi. Lên đồ trái tim mà khổng lồ. Ôi xong rồi cuốn địa rồi. Hên chưa cuốn địa mọi người. Tưởng mình làm chuối rồi chứ.
hay bạn đầu tư á, bạn chơi bạn ảo quá vậy, bạn cũng tốt biến được hay thiệt, ăn liền. Bay lên trời, bay lên trời. Bay lên nào, bay lên nào, bay cao nào. Ảo rồi ba. Cho con rồi, cho tao con này. Cho tao con này coi, 120 mới đủ combo được hai chiêu nha mọi người. Tóc biến làm những pha hú hồn mà. Mọi người xem này. Tai nạn, tai nạn, có chuyện gì xảy ra nha. Hú hồn liền, hú hồn liền, gai đâm liền. Trời ơi, hồi máu cay thiệt. Sáng giờ luôn chứ anh. Trời ơi vậy mà không tưng lên được. Chí mi luôn anh em à. Bắn nổ này phải không? Đau không? Đau không? Cắn cái rồi. Đúng rồi, phải đợi tay em. Hay bạn. Nhấc cái nắp bạn luôn. Đi bạn, tôi đi với bạn. Nó không ăn mình đang bạn. Ăn bạn. Sáu giây nữa gặm tiếp. Trời ơi, cắn bạn liền. Cắn bạn được hai nhát rồi nha các bạn. Cắn bạn chạy nọc cũng kịp.
lên được đồ huyền thoại rồi nha. Nha nha nha. Phép. Kháng bạn nguyên phép nè. Nền các bạn thờ ở cái này mà được cắn bạn cái sướng cho coi. Đâu tự nhiên nhảy vô mỏ mình đâu muốn ăn nó đâu. Xịt ba tướng này. Bên cái gì mà bên chiến thuật của mình đó. Dạp bạn khóc không? Hết mana, hết mana rồi mấy cha. Cũng cắn đường bạn rồi mới đi nha mọi người. Giật tướng không mà mình giật 5 con. Mình sắp bự rồi mọi người ạ.
Dữ chưa? Rồi dữ chưa? Rồi dữ chưa? Sắp đổ tiếng rồi nha. Bạn tăng dữ vậy. Chết đau mình luôn rồi. Để mình lên khám phép nhiều nhiều mọi người, cho mấy bạn đánh cho vui. Tắt tắt hết hay luôn, tắt luôn luôn đi rồi lát mình lên tiếng máy tắt rồi cho lên tiếng hai chiếc mặt. Tới còn một điểm chứ. Không.
hắn không được cay thiệt anh em ơi. Mấy ai mày quăng quăng. Luôn giờ thì tụi nó đứng dưới háng mình không mọi người. Còn có mana khó đánh quá. Lên cục mana được 7k3 máu. Quá dữ anh em ơi. Nhà lính có 3. Em nhà lính thêm. Sao mà đỡ được? Chó 8.200 máu rồi. Yes.
Còn một cách. Do gá gì mà nó bự như con bò vậy. Mình kết thúc game nha anh em. Cảm ơn anh em xem video của mình. Hẹn anh em gặp lại vào những video sau nha.